Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa chữa một cái đèn bắt mũi bằng đèn led nha các bạn, đèn led tia cực tím nha, và review đánh giá cái chất lượng, coi cái máy này có hiệu quả trong việc bắt mũi hay không nha các bạn. Cái thành phần cuối các bạn quan sát bên ngoài nha, ở phía trên đây là mới có mấy cái khe nha các bạn, khe để mà đỡ mũi nó bay qua xung quanh này á, nó sẽ hút vô được, hút vô mấy khe này. Bên trong nó sẽ có một cái quạt nha các bạn. Ở đây là dưới đây cái lồng ha, cái lồng để chứa mũi nha các bạn, lồng để chứa mũi nha. Bên trong này các bạn nhìn quan sát nhìn thấy sẽ có cái quạt nha các bạn. Ở đây mình không nói đến cái vấn đề đó mà mình nói đến cái hiệu quả bắt mũi thôi. Đây, bên ngoài các bạn mua trên mạng á, bên ngoài sẽ cung cấp cho mình một cái củ sạc nha các bạn. Củ sạc nó nháy hàng, cái củ sạc iPhone nháy các bạn, nó nháy kiểu iPhone ha, củ sạc vuông của iPhone. Đây các bạn quan sát power adapter, đây các bạn, cái ngõ ra 5V nha các bạn, 5V á, dòng khoảng 1A, dòng khoảng 250mA nha các bạn, không được 1A đâu. Cái này sạc lô nha các bạn, cầm so sánh với củ sạc iPhone đó, củ sạc vuông của iPhone nó rất nhẹ, cái này khá nhẹ nha các bạn, nên mình đảm bảo các bạn là dòng nó không được 1A đâu, nó tầm khoảng 250mA nha các bạn. Nguồn adapter là 1V, khoảng 5V nha các bạn. Các bạn mua máy về các bạn test nha. Ở đây là cái cổng sạc USB nha các bạn, cái cổng sạc USB các bạn cắm vô cái củ sạc vuông. Cái hàng làm nhái của iPhone nha các bạn. Đây các bạn cắm các bạn muốn sử dụng á, các bạn cắm cáp USB vô nha. Rồi các bạn dùng một cái ổ cắm cho mình. Không biết ở đây các bạn nghe tiếng gió mà cái đèn này các bạn ở trên đây á, đây nè là cái đèn led tia cực tím nha các bạn. Nó giống y chang như cái đèn led của máy mà thử tiền giả các bạn ở trong ngân hàng á, các bạn đừng lấy tiền cực tím á, nó phát ra nó sáng màu tím nha các bạn, để nó dẫn dụ mấy con mũi á, dẫn dụ khi trời tối là các trước khi đi ngủ các bạn bật cái đèn này lên, rồi khi mà tắt điện á là cái đèn này sẽ dẫn dụ tất cả con mũi xung quanh ấy, nó bù lấy cái khu vực này nha các bạn. Rồi bên trong đây sẽ có một cái quạt để hút mũi bay xuống dưới, lọt xuống cái khe này, mình dùng chính cái quạt đó để mà giết mấy con mũi các bạn, chặt cánh hay chặt người của mấy con mũi á. Mũi nó rớt sao khi mà nó rớt xuống đây nó bị chẳng hạn như nó bị cái cánh hay đứt đôi người á, nó sao rớt xuống đây nó lọt xuống cái lồng này nha các bạn. Đây mình sẽ test cho các bạn thấy nha, đây mình có một tờ giấy nha các bạn, lấy kéo mình cắt cái một góc giấy nha các bạn. Cái nguyên lý hoạt động của nó là tương tự y hệt vậy nha các bạn. Đây khi mũi á nó bay đến khu vực này nó sẽ đậu xuống đây, đậu rất là xuống đây nha các bạn. Rồi các bạn có thấy tờ giấy nó không bị rớt không các bạn? Đây nè, đây nè, nó bị hít lên nha các bạn, nó bị hút vô trong cái nhờ cái cánh quạt này nó sẽ hút vô trong, nó không không làm
nó không cho mũi bay thoát cái khu vực này nha các bạn. Đó, nó hít bên trong không rất là giấy nha các bạn. Để mình tắt nguồn là rất là giấy nha. Thấy không? Đó là cái nguyên lý hoạt động của nó nha các bạn. Rồi các bạn muốn sửa chữa cái đèn led, đèn led mà bắt mũi này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo nha. Ở phía trên này nè các bạn, ở phía trên đây là hệ thống đèn led cực tím ha. Trước hết các bạn tháo mình cái lồng đường mũi ra nha các bạn, lồng đường sắt con mũi á, mấy con mũi á, các bạn vặn nha, vặn ngược chiều kim đồng hồ nha. Thì có mấy cái khớp các bạn, đây nè, bên đây nó sẽ có mấy cái chốt á, nó gài, nó được gài vào đây nha các bạn. Khi mình ráp lại á, mình cũng gắn mình lấy cái bạn canh á, canh mấy cái khay cái ngàm nè, mình vặn hoặc là dính lại nha các bạn, mở ra cho mình ha. Rồi đây phần này hơi gọn rồi. Phía trên phần trắng trắng này nha các bạn, trắng trắng này là đèn led tím nha các bạn, phần trắng trắng ha. Đây nè, các bạn dùng cái đầu dẹp như cái đồ vũ móng tay hay cái gì các bạn, dao các bạn nạy nạy lên mình ha, nạy nạy cái phần đầu này lên ha, nó có cái khe các bạn. Rồi, cái này nắp chụp bên ngoài các bạn. Đây là phần module led nha các bạn. Các bạn nhìn phía dưới cho mình. Đây. Ở đây sẽ có ba con ốc nha các bạn. Đây nè. Ba cái lỗ này nha. Các bạn mở từ phía dưới mở lên nha các bạn. Khám phá bên trong rồi có nó có cái gì ha. Mở hết ba con ốc luôn nha các bạn. Rồi, xong rồi. Sau khi mình mở ba con ốc rồi ra nha các bạn. Mình sẽ lấy tay mình bẫy này lên nha các bạn. Bẫy này lên nha các bạn. Dùng tay cũng được rồi các bạn. Kéo nó lên nha các bạn. Rồi, ở đây mấy con ốc quá, coi chừng rớt mấy con ốc này nha các bạn. Ba con ốc ha. Bên trong có gì? Bên trong duy nhất chỉ có một cái quạt nha các bạn. Đây nè. Duy nhất chỉ có một cái quạt thôi. Cái quạt này dùng để hút nha các bạn, hút con mũi ở trong ha, cái mũi nó bay đến cái khu vực mà module led này nè, đèn led cực tím này nè, nó sẽ bị hút, dùng cái quạt này để hút vào trong. Cái công suất của cái quạt này rất thấp nhỏ nha các bạn, điện áp 5V nha các bạn, nhưng mà dòng rất thấp, khoảng 250mA thôi. Quạt nên cái lực hút nó không, nhiều khi nó không có mạnh đó các bạn, không biết cái hiệu quả nó ấy sao, chứ ở đây mình mà bắt mũi á thì số lượng mũi mà vô bị giết bởi cái này á rất thấp nha các bạn. Còn mà muốn tháo cái module led này ra, lấy cái đồ nảy mà nảy nảy sơ cho mình. Đây nè, có mấy cái chốt giữ thôi, cái này không có gì hết. Đây. Đây là mạch led nha các bạn. Bo mạch led ha. Đây là có hai dây nguồn vô nè các bạn. Đây nè. Cái mạch này á nó sẽ hoạt động đồng thời các bạn, gọi là
cái nguyên lý hoạt động của nó là cái led này sáng, cái quạt đồng thời nó quay, là vậy là led với cái quạt á nó sẽ mắc song song với nhau mà được cùng cái dây nguồn dương rồi các bạn. À, ở đây sẽ là chân cộng nữa các bạn, chân cộng ha, bên đây chân trừ ha. Đây là cái dây USB các bạn, USB 2 dây, đây là dây USB các bạn, nối cái đầu này nè, đầu USB nè, nó cấp nguồn 5V từ cái cấp nguồn 5V, nó vừa hoạt động vừa cho led một dãy led cực tím này hoạt động, và vừa cho cái quạt nó quay luôn nha các bạn. Ở đây mình có xác định được, mình có, các bạn có thể xác định được à, trên đây là có 6 con led ha, 1 2 3 4 5 6, 6 con led sẽ có đồng tương đương với có 3 con điện trở hạt dầu. Đây nè, cái con các bạn nhìn thấy không, cái con điện trở này nè nó sẽ hạn dòng cho hai con led này mắc song song với nhau. Tương tự cái con led bên, con điện trở này hạn dòng bên đây nó sẽ hạn dòng cho hai con led này mắc song song với nhau. Rồi tất cả led này mắc song song với nhau nha các bạn, nhưng mà mỗi cặp led á sẽ được một con điện trở hạn dòng thôi. Mặt này khá đơn giản nha các bạn. Cách kiểm tra led á thì cũng tương tự nha các bạn. Ở đây mình có 6 con led trong mạch nha các bạn, trong cái vỉ led này nè. Các bạn kiểm tra thì các bạn dùng cái nguồn 3V nha các bạn. Ở đây mình dùng cái bộ cấp nguồn cho điện thoại nha các bạn. Các bạn chỉnh quãng biến trở nha, chỉnh và cái thang đo 3V cho mình nha. Rồi, led nó sáng, điện áp nó làm việc của led đó các bạn là từ 3 đến 5V DC nha các bạn. Cái này chip led giống như chip led siêu sáng nha các bạn. Đây, mình chỉnh cái mức 3V DC. Các bạn test á, các bạn kiểm tra led á. Rồi các bạn quay âm nha các bạn, quay trừ á, các bạn vô các bạn, tại vì cái này nối mắt chung á các bạn không cần thiết cũng được. Đây nè, các bạn nối chung mắt cho mình ha, tại vì cái này mắt chung hết, tất cả mắt chung, từng nhóm á, từng nhóm là 2 led mắt song song với nhau á. Rồi các bạn cặp thẳng như chơi chân mắt cho mình ha, chân lại các bạn chích từ đầu led là nó sáng nha các bạn, rồi chích một cái là nó hai cái led sáng, nó cùng sáng nha các bạn. Đây nè, đây các bạn thấy rõ không? Yeah, cái led này led giống tia cực tím nha các bạn, nó sẽ dẫn dụ mấy con mũi nó vô. Để mình kéo cái bộ nguồn lại coi để kiểm tra. Đây các bạn nhìn dòng nha, cái dòng có vài chục các bạn. Với cái điện áp 3V á, các bạn đo được cái dòng có vài chục mA ha. Và như vậy là cách mình kiểm tra led là dùng cái nguồn 3V nha các bạn. Ở đây đó, đây nè, cái này là điện trở hạn dòng nha các bạn, R hạn dòng đây nè, R hạn dòng nha các bạn, điện trở hạn dòng đây nha. Cái nguồn 5V nha các bạn, 5DC ha, 5V của cái cột củ sạc ha các bạn, 5V DC. Qua đây á, qua được con điện trở hạn dòng này nè các bạn, là điện trở hạn dòng nó sụt áp. Ở đây chỉ còn 3V thôi các bạn, nếu các bạn đo cấp cái nguồn 3V này á là ok nha các bạn.
là nhờ có địa chỉ hàng dòng này các bạn. Mình khuyên các bạn á, nên đỡ nếu mà các bạn đo ở vị trí này á, không qua có địa chỉ hàng dòng á, nhớ nha các bạn, không qua có địa chỉ hàng dòng thì các bạn cấp nguồn 3V được. Còn nếu mà các bạn mà muốn đo địa chỉ hàng dòng các bạn, các bạn cấp nguồn 3-5V là các bạn cứ chích vô phía dưới này cho mình nha. Vị trí này á là cái điện áp á, nguồn B cộng nó sẽ vô, nó qua địa chỉ hàng dòng này nó sụp áp và nó cấp nguồn cho mấy con led này nha các bạn. Chứ mình khuyên các bạn là không nên cấp cái nguồn 5V này nha, cấp nguồn 5V vô chỗ led này có thể chạy bị cháy led nha các bạn, cái khả năng cháy nó cao nha các bạn. Tại vì nguồn 5V nó vô đây á, nó sẽ qua địa chỉ hàng dòng, nó sẽ sụp áp lên, sụp áp lên cái nguồn trên con led này á, sẽ còn khoảng từ tầm 20 mấy đến 3V nha các bạn. Chứ còn các bạn nếu mà chích cái nguồn 5V vô đây á, là khả năng à mấy con led này bị cháy là rất cao nha các bạn, đứt hết, chết hết mấy con led này nha các bạn. Các bạn chích á, nếu lấy nguồn 5V á, là chích vô chỗ mấy con điện chở này nè, phía trước này nè, nó giống như cái nguồn USB nè các bạn. Đây là cái nguồn 5V nè, nguồn 5V là cấp trước khi qua cái con điện chở hàng dòng thì sụp áp qua led. Còn nếu mà các bạn lấy nguồn 5V mà cắm trực tiếp đây á, nhiều khả năng là chết led, cháy led nha các bạn, chết led luôn nha. Sau khi các bạn kiểm tra xong cái phần mà bo cái vỉ led tia cực tím này các bạn, và các bạn kiểm tra tiếp cho mình cái quạt ha. Đây các quạt, khi mà lắp á các bạn kiểm tra đúng cho mình nha. Quạt lắp theo cái chiều, mà chiều ví dụ chiều phía trên đây nè là chiều hút vô nha các bạn, hút vô. Đây, để mình test cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Quạt nó hút vô nha. Nè, có một chiều, một chiều ấy, một chiều đẩy ra, một chiều hút vô. Cái chiều này chiều hút vô nha các bạn, hút vô nha. Còn cái chiều này chiều đẩy ra, thấy không? Đây này, nó sẽ thổi ngược, nó sẽ thổi không cho, nó sẽ thổi thổi bay ấy. Còn cái chiều này chiều hút vô nha các bạn, nó hút vô nè, là nó hút, các bạn thấy không? Nó hút vô. Còn cái chiều này nó đẩy ngược ra, nó thổi các bạn, giống như cái quạt bình thường đang thổi nè. Nên các bạn ráp á, các bạn ráp các bạn để ý cho mình. Nhiều bạn không biết, các bạn ráp ngược ha, như cái chiều này chiều, các bạn không biết cái nào chiều, các bạn test cho mình trên như lấy, các bạn lấy tờ giấy như hôm nãy là làm sao á. Ví dụ các bạn lỡ mà các bạn lắp vô á, lắp vô mà ngược chiều, các bạn sẽ đổi chiều lại cho mình ha, làm sao á mà cho trong cái lỗ này nó sẽ hút vô nha các bạn. Nó sẽ có hai, từ vì các bạn này có hai chiều, một chiều đẩy ra, một chiều hút vô ha. Nè các bạn úp thử nha, thử cho mình rồi các bạn trước khi ráp á, các bạn để cho mình ha. Nè các bạn, nó quay nha các bạn. Đây nè, nè cái chiều màu nó ấy á, thấy không? Do cái giấy là giấy á, nó không rớt ra là đúng chiều nha các bạn. Ok ha, nè nó không rớt ra nha các bạn, là đúng chiều. Và trường hợp mà giấy mà nó rớt ra, nó thổi bay đi á, là ngược chiều, là ráp sai nha các bạn. Thôi là cái cấu tạo trong cái mạch mà bắt giết mũi này là rất là đơn giản nha các bạn, chỉ có một cái vỉ led thôi, cái vỉ led này phát ra tia cực tím ha, để dẫn dụ mũi. Còn cái thứ hai là cái quạt thôi, không có gì hết. Đây các bạn gắn lại cho mình ha,
gắn các bạn à, gắn các bạn kiểm tra gắn đúng cái phần hút nha các bạn, hút ở trên ha, hút ở trên phía trên nè các bạn, để đó nè, phần này hút vô mũ vô nè, rồi các bạn gắn lại cái nắp chụp nha các bạn, kiểm tra nha các bạn, đi nha các bạn. Bên đây sẽ có ba cái lỗ bắt ốc ha, ba cái lỗ bắt ốc này các bạn gà gắn hay sao, đây là ướm thử nha, ướm cái lỗ, ướm vào đây nó đúng nha các bạn, các bạn nhớ các bạn ướm cho đúng nha các bạn, để mình chỉ cho các bạn cách nhận biết nữa, ở trên cái thân này các bạn, đây nè, xung quanh đây nó không có rãnh nha, ở trên đây sẽ có một cái rãnh nha các bạn, cái rãnh này giống như cái rãnh định vị á. Rồi các bạn nhìn kiểm tra bên hông này nè, đây là cũng có một cái rãnh nha các bạn, cái rãnh này định vị luôn nha, trên toàn bộ cái thằng này các bạn chưa gắn cái rãnh này vô nè, gắn cái rãnh này vô khớp với cái rãnh này ok nha các bạn, ấn xuống là ok. Rồi các bạn xiết ốc vô là được nha các bạn, gắn ốc vô đây, ba ốc gắn vô đây. Rồi cách ráp vô tương tự nha các bạn, ở đây mình nói đến cái hiệu quả bắt mũi là như là cái này nó không cao nha các bạn, nó không cao như quảng cáo người ta nói, hiệu quả bắt mũi cực thấp nha các bạn, không biết do cái lực hút á nó yếu hay là do cái đèn tím nó chưa hấp dẫn mũi mà thấy đa phần lâu lâu mới bắt được một hai con nha các bạn. Nói về xét về cái kỹ thuật á, là nó còn thua xa cái đèn bắt mũi á các bạn, đèn bắt mũi mà dùng cái mạch tăng áp á, giống như cái vật mũi á các bạn, cái đèn nó cũng tương tự nha các bạn, nó cũng design, nó thiết kế y như cái này, cũng có cái hệ thống đèn led cực tím á, để thu hút mũi, nhưng mà ở trong đó nó sẽ có một cái mấy cái lưới á các bạn, cái lồng hình xoắn tròn ốc á, nó sẽ khi mà mũi bay vô đó nó sẽ bị giống như cái vật mũi các bạn, nó phóng điện nó chết tại chỗ nha các bạn. Nên còn hiệu quả cái này á, không biết các bạn xài sao chứ mình xài đa phần là cái chất lượng nó không có tốt nha các bạn, bắt được ít mũi à, chứ không như quảng cáo người ta hay nói là bắt được nhiều mũi, các bạn xem quảng cáo nó bắt đống mũi luôn, chắc người ta bỏ vô cái khu vực mà bỏ vô cái lồng các bạn, chắc người ta bỏ vô cái lồng mà người ta bỏ đóng mũi vậy đó mới bắt được nhiều thôi. Rồi clip mình đến đây là hết nha các bạn, chào tạm biệt các bạn.